Bảo Thái Lan mừng rỡ khi chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Nhiều tờ báo Thái Lan tỏ ra vui mừng khi đội nhà đấu ở bảng đấu nhẹ vòng loại World Cup 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Thái Lan sẽ làm vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Điều đó khiến cho báo giới Thái Lan mừng rỡ. Khi đội nhà rơi vào bảng đấu nhẹ, họ cho rằng Vòi Chiến có cơ hội giành tấm vé đi tiếp vòng loại World Cup. Tờ Thairis giật tít, nhiệm vụ không quá khó khăn với Vòi Chiến ở vòng loại World Cup 2022. Họ nhấn mạnh vào việc nằm chung bảng với các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam, sẽ giúp cơ hội đi tiếp của đội tuyển Thái Lan gia tăng đáng kể. Tương tự, trang SMM Sport cũng có bài viết tương tự, nhiệm vụ dễ dàng, Thái Lan nằm chung bảng với UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Tờ Sisam Sport cũng cho rằng bảng G của vòng loại World Cup 2022 giống như giải đấu AFF Cup thu nhỏ, họ có thể có cơ hội đòi nợ đội tuyển Malaysia thắng Thái Lan ở bán kết AFF Cup và Việt Nam thắng Thái Lan ở Kings Cup. Trang tin Kaustot cho rằng sự dẫn dắt của huấn luyện viên đẳng cấp thế giới như Akira Nishino có thể giúp đội tuyển Thái Lan dễ dàng đi tiếp. Họ cũng khẳng định đây là cơ hội để đội tuyển Thái Lan chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á. Trước đó, huấn luyện viên Kia Tisak cũng nhận định đội tuyển Thái Lan có cơ hội đi tiếp ở vòng bảng G. Ông nói, tôi tin rằng cơ hội đi tiếp của Thái Lan là không nhỏ. Chúng tôi đụng độ với UAE thường xuyên và không ngại đối thủ này. Hãy quên đi thất bại trước Việt Nam gần đây, bởi trận đấu chỉ là Kings Cup, còn đi hướng mục tiêu là World Cup, chúng tôi sẽ thay đổi được bộ mặt. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường. Từ các xe container, xe bồn, xe tải, xe khách cho đến các loại xe máy, xe thô sơ lưu thông trên địa bàn được lực lượng công an cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổng kiểm tra. Thông tin trên được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố.